Chào các bác đã quay trở lại với Điện Máy Ecomat. Nhu cầu mua điều hòa thì ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong thời điểm tháng 5 này khi thời tiết đã khá là nắng nóng rồi và khách hàng đổ mua điều hòa rất là nhiều. Các bác đang có nhu cầu về mua điều hòa bất cứ dòng nào, các bác có thể để lại cho Ecomat thông tin hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng để bên em có thể hỗ trợ tư vấn giúp các bác lựa chọn những cái sản phẩm điều hòa với giá rất là tốt và kèm theo đó là nhiều các chương trình ưu đãi khuyến mại. Một cái câu hỏi mà được rất là nhiều các bác khách hàng đặt ra cho siêu thị Điện Máy Ecomat trong cái thời điểm này là nên mua điều hòa hãng nào? Bởi vì có rất là nhiều hãng điều hòa hiện nay trên thị trường, đặc biệt là các bác đang phân vân giữa hai thương hiệu, một là Panasonic và hai là dòng điều hòa của Mitsubishi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Ecomat sẽ so sánh tới cho các bác nên mua điều hòa Bana hay là điều hòa Mitsubishi để các bác có một cái nhìn nó rõ ràng hơn để trước khi quyết định mua một cái sản phẩm điều hòa để cho gia đình nhà mình sử dụng. Bởi vì điều hòa nó cũng không phải là dòng sản phẩm giá rẻ và các bác sử dụng liên tục, đúng không ạ? Thì đầu tiên sẽ nói về điểm giống nhau trước cả nhà mình nhé. Thì cả hai mẫu điều hòa Bana hoặc là điều hòa Mitsubishi thì đây đều là hai cái thương hiệu rất là nổi tiếng, được nhiều người biết đến trong ngành điện lạnh hoặc là điện tử. Do đó khi mà các bác đang có nhu cầu mua điều hòa thì các bác băn khoăn đây là cái điều tất lẽ thôi, đúng không ạ? Thì về cái độ uy tín của hai thương hiệu này thì đây đều là thương hiệu của Nhật. Panasonic cũng là công nghệ của Nhật Bản, hoặc là Mitsubishi thì cũng là công nghệ của Nhật Bản luôn. Thì với những cái sản phẩm là công nghệ của Nhật thì được đánh giá chất lượng khá là cao và an toàn cho người sử dụng. Thứ hai là về cái khả năng tiết kiệm điện. Thì về cái khả năng tiết kiệm điện thì của hai dòng này, Mitsubishi và dòng Bana, đều sẽ sử dụng cho các bác công nghệ inverter trên điều hòa tiên tiến, giúp các bác tiết kiệm một cái khoản chi phí khá là nhiều cho cái quá trình mà các bác sử dụng điều hòa. Bên cạnh đó thì cái điểm tương đồng thứ ba đó là gì? Đó là điều hòa Bana và điều hòa Mitsubishi thì cái khả năng vận hành của nó khá là êm ái và cái độ ổn định khá là cao khi sử dụng cái máy nén với tốc độ thấp, trang bị thêm dàn máy ngoài tiện lợi. Và Mitsubishi hiện nay thì bên Ecomat bên em đã có các mẫu của mẫu mới năm nay để các bác có thể tham khảo và trải nghiệm, thì bên em vẫn đang chưa trưng bày ở trên này. Thì các bác cần tư vấn bất cứ mẫu nào, các bác hãy để lại bình luận cho bên em. Nhưng với của Panasonic thì bên em đã có đầy đủ các mẫu từ dòng tiêu chuẩn có inverter cho đến dòng cao cấp 1 chiều, 2 chiều thì bên em đều đã có sẵn. Bên cạnh đó thì điều hòa của Bana và điều hòa của Mitsubishi đều sẽ sử dụng cho các bác những cái bộ lọc kháng khuẩn khá là cao cấp, mang đến không khí cho các bác trong lành trong cái quá trình sử dụng điều hòa. Đặc biệt hơn là cái dàn tản nhiệt của hai cái dòng này ấy, nó đều là dàn tản nhiệt khá là thông minh, đảm bảo cho các bác khí lạnh có thể len lỏi được khắp nơi ở trong không gian phòng. Nhìn chung, sản phẩm của máy lạnh Panasonic và Mitsubishi thì về cái giá thành ấy, nếu như các bác so với các thương hiệu khác như là của Gori, của LG hay là của Copper hay là Aqua, Media, Funiki thì hai cái dòng này cái giá thành của nó cũng nhỉnh hơn một chút xíu so với các dòng còn lại. Tiếp theo về sự khác biệt thì chúng ta sẽ đến với điều hòa Panasonic trước cả nhà mình nhé. Thì sự khác biệt của điều hòa Panasonic, điều hòa Panasonic sẽ đầu tiên sẽ tích hợp cho các bác công nghệ độc quyền, đó là công nghệ NanoX. Với công nghệ NanoX này, nó sẽ vô hiệu hóa, chủ động vô hiệu hóa vi khuẩn, virus cho các bác. Bên cạnh đó thì nó sẽ còn ức chế và khử mùi, giúp cho các bác tận hưởng cái không khí điều hòa vừa trong lành và lại không có cái mùi gì. Bên cạnh đó thì toàn bộ điều hòa của Panasonic đều được tích hợp công nghệ Auto Comfort cùng với cảm biến Econavi, giúp nhận biết được cái nhiệt độ phòng chính xác nhất và tự động điều chỉnh hợp lý cho các bác. Vì vậy cho nên là các bác thấy là khả năng tiết kiệm năng lượng cũng như là tiết kiệm cái hóa đơn tiền điện của gia đình nhà mình khi sử dụng Panasonic khá là cao. Bên cạnh đó thì với điều hòa Bana nó còn có cái công nghệ humidity. Với cái công nghệ này thì nó sẽ luôn duy trì cho các bác cái độ ẩm lý tưởng cho các bác luôn. Bình thường những cái mẫu điều hòa khác thì với cái tính năng hút ẩm chẳng hạn, nó chỉ hút thôi, nhưng với điều hòa của Bana luôn duy trì cái độ ẩm cho các bác đạt ở mức ngưỡng là 60-65% để duy trì cho các bác cái chất lượng làm lạnh ổn định nhất, các bác không cảm thấy bị khô da, khô tóc. Ngoài ra thì với máy lạnh của Panasonic thì nó sẽ có cho các bác cái công nghệ Inside Cleaning, đó là cái công nghệ lọc, công nghệ tự động vệ sinh giàn lạnh cho các bác.
Thì đấy là với điều hòa của Panasonic. Thì điều hòa Panasonic thì giá thành nó sẽ dao động cho các bác là từ khoảng hơn 10 triệu đồng. Đối với dòng có inverter và dòng không inverter thì giá sẽ dao động cho các bác khoảng từ hơn 8 triệu. Và khi mua điều hòa tại bên em thì các bác đều sẽ được tặng chọn gói công vật tư lắp đặt hoàn thiện nhé. Đều sẽ được tặng chọn gói công vật tư lắp đặt hoàn thiện, cho nên các bác sẽ không cần phải lo lắng về cái vấn đề lắp đặt nữa, bởi vì bên em đã tặng chọn gói công vật tư lắp đặt hoàn thiện cho gia đình nhà mình rồi. Còn với điều hòa của Mitsubishi, với điều hòa của Mitsubishi thì nó sẽ có công nghệ điều khiển PAM. Thì cái công nghệ điều khiển PAM này là như nào? Công nghệ điều khiển PAM DC inverter đặc biệt thì đây sẽ là công nghệ nó sẽ giúp cho các bác hiệu quả làm mát căn phòng chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi. Đặc biệt là nó khá là tiết kiệm điện cho các bác nhé. Khá là tiết kiệm điện với cái công nghệ PAM này luôn. Bên cạnh đó thì với điều hòa của dòng Mitsu ấy, nó còn có công nghệ Econocool mang đến cái khả năng điều chỉnh hướng gió hiệu quả cho các bác. Bên cạnh đó thì điều hòa của Mitsubishi nó còn có thêm nhiều cái ưu điểm nổi trội khác, là có cái màng lọc enzyme giúp hỗ trợ lọc không khí hiệu quả, thiết kế hiện đại cho cái quá trình vệ sinh hiệu quả và khả năng đảo cánh tiện ích giúp cái luồng gió thổi ra được mạnh nhất cho các bác nhé. Bên cạnh đó thì cái giá thành của dòng điều hòa Mitsu hiện nay tại bên em đang bán cho các bác thì giá nó sẽ dao động cho cả nhà mình rơi vào cái khoảng giá là từ hơn 9 triệu đồng một chút. Hơn 9 triệu đồng một chút cho đến khoảng hơn 20 triệu đồng, tùy thuộc vào điều hòa mà các bác có thể tham khảo. Thì với điều hòa của Mitsu hiện nay hay bất kể các mẫu điều hòa khác thì bên em đều có tặng công vật tư lắp cho các bác. Đều có tặng công vật tư lắp đặt cho các bác nhé. Thì khi mà các bác mua điều hòa tại Ecomart ấy, các bác sẽ không cần phải lo lắng vấn đề lắp đặt nữa, và bên em đã bao lắp cho các bác rồi. Vật tư lắp bên em tặng các bác thì sẽ làm đủ lắp đặt một cái điều hòa hoàn chỉnh theo cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất rồi. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mà các bác có thể lựa chọn các mẫu điều hòa. Nhưng để nhìn chung về hai cái mẫu điều hòa Panasonic và Mitsu này, so sánh cũng như là nên mua, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái sở thích của các bác. Nếu như bác nào thích cái công nghệ Nano X, thích cái công nghệ Humidity thì các bác lựa chọn Bana cho em. Còn nếu như bác nào chỉ cần một chiếc điều hòa công nghệ của Nhật, công nghệ của Nhật và đã có một vài các tính năng cơ bản rồi thì các bác lựa chọn Mitsu. Đó, thì nhìn chung cả hai dòng này nó đều là những cái dòng điều hòa cao cấp được người dùng đánh giá khá là tin tưởng rồi. Các bác cần tư vấn cụ thể gì hơn, các bác có thể để lại bình luận cho bên em để bên em hỗ trợ tư vấn cho các bác, giúp các bác lựa chọn những cái sản phẩm điều hòa với giá rất là tốt, kèm theo đó là nhiều các chương trình ưu đãi khuyến mại cả nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.